Quý vị đã bao giờ nghe đến một loại sinh vật biển có tên là sò chưa ạ? Nếu như chưa nghe, chưa biết về loài sinh vật này thì quý vị hãy liên tưởng đến con sam biển bởi vì hình thù của nó giống hệt con sam biển. Thế nhưng điểm khác biệt là trong khi sam biển là loại đặc sản thì sò biển lại chứa độc tố cực mạnh có thể khiến người ăn tử vong nhanh chóng. Và mới đây tại Quảng Ninh đã có 4 người ngộ độc do ăn sò biển, trong đó 2 người liệt toàn thân, nguy kịch nhưng may mắn được cứu sống kịp thời. Ông Vũ Văn Toán là một trong 4 người trong cuộc nhậu với sò vào hôm 20 tháng 12. Ông Toán ăn ít nên may mắn bị ngộ độc nhẹ. Khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tê môi, tê tay thì ngay lập tức vào bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí rửa ruột. Trước kia là chúng tôi dân đi biển thì chúng tôi ăn cái con này thì tôi ăn rồi, cũng không biết được là nó trong đấy nó cũng có cái độc dược hại đến cái mức độ như thế. Hàng năm thỉnh thoảng lại có một vụ ngộ độc xảy ra và thông thường ở những cái vùng ven biển. Đây là con sò biển. Giống như ông Toán, những người dân đi biển khác đều nghĩ rằng độc tố sò biển trừ mình ra. Vì tự tin không ngộ độc, ông Thắng ăn nhiều hơn những người bạn nhậu khác nên đã vào viện cấp cứu trong tình trạng liệt toàn thân, hôn mê không tiếp xúc, mạch, huyết áp không ổn định, suy hô hấp. Nhờ được cấp cứu kịp thời nên ông và một bạn nhậu nữa thoát chết trong gang tấc. Đến đây thì gọi là bất tỉnh nhưng mà đầu thì vẫn còn mơ mơ một tí thôi, chứ còn người thì không cựa thế này. Thế sau lần này thì chú có ăn con sò tiếp không? Bị vậy không ăn nữa. Khi bệnh nhân vào đã cấp cứu tối đa, chuẩn bị mọi phương tiện, máy móc, dụng cụ về để đón bệnh nhân. Bệnh nhân được vào khoa cấp cứu có được rửa dày và dùng than hoạt sóc biton theo cái điều trị chống độc. Các bác sĩ cho biết đây là lần đầu tiên họ gặp chùm ca ngộ độc sò biển đông như vậy. Bệnh nhân ngộ độc thường có diễn biến nhanh, nếu không nhập viện kịp thời thì khả năng cứu sống là rất thấp. Đối với sò biển là một cái độc tính nó rất là mạnh. Thế và một trong những có cái khó khăn là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Thế mà chung thì là các cái biện pháp hỗ trợ và điều trị các cái triệu chứng để nhằm hỗ trợ và phục hồi cho người bệnh về mặt hô hấp và tim mạch. Điều nguy hiểm là con sò biển có hình dạng rất giống con sam biển, một loại đặc sản nổi tiếng. Nếu không phân biệt được hai sinh vật này mà cứ tùy tiện ăn thì hậu quả là khôn lường. Mà đây là sự khác nhau cơ bản giữa con sam và con sò là cái đuôi của nó. Cái đuôi của con sam thì nó nếu mà chúng ta cắt cái đuôi nó ra thì nó có một cái hình lát cách là hình tam giác. Còn con sò thì nó hình tròn hoặc là hình bổ dục. Sò biển chứa độc tố giống như trong cá nóc và cóc, là một độc tố thần kinh mạnh với liều độc rất thấp, đã có khả năng gây liệt cơ hô hấp, ngưng thở, gây tử vong. Loại này đặc trưng là bền với nhiệt nên quá trình nấu nướng chế biến không loại trừ được.